Hi, chào các bạn đến kênh của mình nha. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Bạc Liêu. Mình đang ở phía sau lưng mình đó cái tượng đài của trong thành phố Bạc Liêu các bạn. Thì hôm nay đây là một buổi chiều, ở đây thì cũng thành phố Bạc Liêu cũng đang trải qua một cơn mưa rất là lớn, rất là mát. Ở phía sau lưng mình là khung cảnh rất đẹp các bạn. Thì ở đây bây giờ là lúc là 1 giờ thì khung cảnh ở phía đây là thành phố của Bạc Liêu á. Rất là yên tĩnh và rất là mát mẻ. Khi mà đặt chân đến đây thì đây mình đang có mặt tại chỗ là nhà hát của thành phố Bạc Liêu các bạn. Thì ở phía khung cảnh đây thì có nhiều biểu tượng. Biểu tượng ở sau lưng mình thấy các bạn thấy là đó là cái cây đàn. Thì khi mà nói đến thành phố Bạc Liêu thì có một địa điểm rất là để đến chúng ta tham quan các bạn. Đó là nhà hát của trong thành phố Bạc Liêu. Tại vì cái nhà hát Bạc Liêu thì có bác Cao Văn Lầu, thì đó là cái người sáng lập ra môn cải lương các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để đi đến nhà hát, rồi khu tưởng niệm và xem thành phố của Bạc Liêu nó đẹp như thế nào nha. Rồi mời mọi người theo chân mình. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan tượng đài. Đây là một cái sự kiện để tưởng niệm lại các anh hùng hy sinh vì đất nước bạn. Tượng đài là sự kiện Mậu Thân năm 1968. Thì đây là một cái tượng đài rất là làm trong khuôn viên rất là đẹp, nằm trong thành phố của Bạc Liêu. Thì bây giờ mình đây các bạn xem là cái khung cảnh đây các bạn, rất là đẹp đây này. Đấy, rất là đẹp. Rồi bây giờ mời các bạn theo chân mình nha. Ở trong cái khuôn viên khu tượng đài thì các bạn thấy được trồng các chậu bông rất là đẹp. Thì các nơi đây là cái bạn thấy là cái khung cảnh có nhiều hoa sứ, rồi hàng dương, bạn thấy là rất là đẹp. Bạn thấy cái khung cảnh ở đây vừa mới mưa xong thì không khí rất là mát. Thì ở đây trồng có nhiều hoa sứ. Đây mình chia sẻ với các bạn. Đây là cái tượng đài sự kiện thân các bạn. Đây mình đi vòng bên đây. Đây cái tượng đài này nó làm rất là đẹp bạn, nó dồi phun nước. Đây. Thì được làm bằng cái ở đây có người ta có ghi một số cái tiểu sử, xin nhắc lại cái một số cái kỷ niệm vào tháng 4 năm 2014, tháng 3 năm Giáp Ngọ các bạn. Đây bạn lại cái tượng niệm của mình. Đây. Các bạn nếu mà các bạn đi đến thành phố của Bạc Liêu, bạn có thể ghé đến đây để tham quan cái khu tưởng niệm này cũng rất khá là đẹp các bạn. Đó, khuôn viên này trời rất là mát. Đây là cái một số tên của các anh hùng nằm trên tổ quốc ghi công các bạn, có công trong cuộc kháng chiến là tỉnh vào cô tỉnh Bạc Liêu. Đây. Khá là đẹp. Đây là cái mình đang đứng ở trước cổng chỗ nhà hát của Bạc Liêu các bạn. Thì chỗ nhà hát này là sẽ tổ chức chương trình là chuông vàng giọng cổ truyền hình năm 20. Thì đây là cái nơi sẽ diễn ra hội thi chuông vàng giọng cổ các bạn. Món quà ai có thi thì thi ở đây các bạn. Đây. Rồi bây giờ thì ở đây thì bây giờ mình sẽ đi quay chỗ cái hội trường cho bạn xem ha. Trường này chỗ này thì
Đây khá là đẹp. Thì đây là cái cổng làm chào mừng Xuân Canh Tý năm 20. Thì đây cái biểu tượng ở quảng trường này có một cái là một cái đèn rất là đẹp. Đây, ở đây rất là đẹp. Trường thì ở đây cũng mới mưa xong thì cũng khá là mát. Đây biểu tượng một cây đàn rất là lớn các bạn. Đây là cái trung cái quảng trường rất là khá là lớn. Đây ở đây có nhiều hoa này. Ở đây có một cây đàn. Đây biểu tượng cây đàn và cái hồ nước có nhiều ví dụ con nước rất là đẹp. Bây giờ đó là cái nhà hát, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng tham quan cái trong khuôn viên của nhà hát là như thế nào nha. Thì đây là cái mốt sẽ đây là thi chung bằng dụng cổ năm 2020 tại tỉnh Bạc Liêu. Đây là nhà hát của Sơn Lộ các bạn. Này trong khuôn viên rất là đẹp mát, trời không có nắng các bạn, rất là đẹp ha. Thì đây là cái nhà hát của Cao Đằng Lầu các bạn, làm như một cái núm khá là đẹp. Ở đây thì ở đây của mình vào vẫn được nhưng mà giờ đó thì không có ai hết, nhưng mà ở trong thì cũng khá là khang trang nè. Ở đây thì cũng có cái máy bay này, rất là đẹp nè. Mình chạy một vòng vòng mình cho các bạn tham quan ở ngoài cái vẻ đẹp như thế nào nha. Thì ở đây có một cái máy bay ở ngoài nữa bạn, làm một mô hình máy bay đây. Một cái máy bay này chắc là hồi xưa các bạn ơi. Đây có một cây hoa phượng rất là đẹp. Giờ mình dừng lại cho bạn xem ha. Đây các bạn xem này. Ở đây khuôn viên chỗ này rất là đẹp. Ở đây có một cái bay. Thường sẽ tổ chức nhiều chương trình đặc biệt ở Bạc Liêu các bạn. Ở nhìn phía ngoài khá là đẹp đây này. Thấy không? Ở phía sau mình đó là cái nhà hát của Cao Đằng Lầu các bạn. Thì đó là từ xa nhìn giống như là hai cây núm, giống như là ba cây núm các bạn. Thì khi vào đó thì rất là rộng, thì trong đó là có cái khu vực rất là lớn, rồi bao bọc xung quanh là những cây phượng vĩ nở hoa rất là đẹp, các bạn thấy đó, rất là đẹp ha. Thì cái khung cảnh ở phía ở ngoài từ xa nhìn vào thì rất là đẹp. Thì đây là một địa điểm rất là thú vị khi chúng ta đến nhà hát của trong thành phố Bạc Liêu nha. Rồi bây giờ mời các bạn theo chúng mình tiếp tục nha.